Thưa quý vị, không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà mưa lớn cũng diễn ra tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng trong sáng nay 28 tháng 9. Cũng trong sáng nay, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đàn cá coi bỗng nhiên xuất hiện bơi trong sân ngập nước ở Ủy ban Nhân dân huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người tò mò, được chiêm ngưỡng đàn cá coi hàng trăm con đang vùng vẫy trong sân ngập nước mưa. Sáng nay 28 tháng 9, ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Y Yên, Nam Định cho biết Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện có mưa rất to, khiến một số nơi bị ngập úng. Cũng theo ông Liệu, hình ảnh đàn cá coi được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là ở Ủy ban Nhân dân huyện Ý Yên. Do mưa to cục bộ, ở dưới khu nhà ăn của huyện bị tắc nên nước ngập lên sân. Chính vì vậy, đàn cá theo nước bơi lên sân. Được biết, ao cá ở Ủy ban Nhân dân huyện có diện tích khoảng 500m2, mỗi mùa phóng sinh nhiều người thả ra cá do đó. Ủy ban nhân dân huyện Lý Yên, Nam Định cũng cho biết, trận mưa lớn với lượng mưa khoảng 200 mm đã đêm qua đến sáng nay đã khiến tỉnh Nam Định nhiều nơi ngập cục bộ, gây ảnh hưởng tới lúa và hoa màu của người dân.